Hello, cả nhà mình là Sushi, đến từ shop Sushi ở đi nhập chấm cơm. Rồi, 300B nữa hả cả nhà ha. Lúc trước thì em cũng có bán một con này. Thì em có một số anh khách ảnh hỏi mà sao bây giờ em tìm lại không thấy. Em tìm lại không thấy thì anh khách nào có hỏi em đặt thì alo em nha. Rồi, em 300B hàng Nhật, hàng hãng của Nhật nha cả nhà, hãng Stella. Đó, hàng đã về với cái giá như cũ luôn ha cả nhà ha, giá rất đẹp cho cả nhà. Trong cái tầm giá 17.500 thì hầu như rất khó cho cả nhà kiếm một cái con âm ly đèn của Nhật mà hàng hãng nha, hầu như là rất khó tìm luôn, ngoài trừ em này ra. Thì vì đầu tiên thì mời cả nhà xem ngoại hình em, nói em này cũng còn rất đẹp ha cả nhà, rất đẹp, zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo. Cọc lo mạ vàng luôn không cả nhà. Rồi em này có 3 đường vô, 1, 2, 3 ha cả nhà ha. Đặc biệt cái hay của em này là nó có nút chỉnh bát chép luôn ha cả nhà. Nó có nút chỉnh bát chép. Đó, nó có nút chỉnh bát chép. Rồi, 300B này là bóng của Nga luôn ha cả nhà ha. Dù sao nó vẫn ngon hơn bóng Trung Quốc ha cả nhà. Rồi, em này chạy con 12 AX7. 12 AT7 của Nga ha cả nhà. Hai bóng 6H1N1, 6H1N. Rồi, về tình trạng thì hoàn hảo ha cả nhà. Em này thì hình thức thì cũng khá là đẹp. Nói chung là nhìn bắt mắt ha cả nhà, nhìn bắt mắt. Rồi, 300B. Anh khách nào có đặt thì hú em nha. Giá 17.500. Nha cả nhà nha, 17.500 chuyển khoản luôn thì em free ship toàn quốc. Còn COD cọc em 10%, shop em bao không bao ship nha. Rồi, mời cả nhà cùng em thưởng thức chất âm em đó. Một con âm đi đàn rất đáng chơi, 300B. Rồi thì em này bề ngang á cả nhà, nó được tầm khoảng 37-38 ha. Độ sâu của nó nếu mà nó tính luôn nút thì nó khoảng 27, chiều cao là nó khoảng 19. Em này là chạy single end ha cả nhà. 300B thì công suất nó được khoảng, nếu mà hai bóng thì được khoảng 14W. Thì nó đánh với hay với những cái loa độ nhạy cao ha cả nhà, như là loa Tannoy Ontech nè, hay là những cái loa tàn dại. Nó thì JBL, cả nhà để ý giùm em, thì cái này là single end ha cả nhà ha, single end thì đánh trở kháng từ 8 ohm trở lên giùm em nhé, độ nhạy càng cao đánh càng tốt nha. Rồi mời cả nhà cùng em thưởng thức chất âm em nó. Thank you.
Rồi, thì đây là một con âm ly đàn Made in Japan đàn hãng à cả nhà. Em xin inform là cái giá là 17.500 bao ship toàn quốc. Cái con âm ly này nó có nút chỉnh bass chép luôn ha cả nhà. Nên nó rất phù hợp với anh em mới tiếp cận với đàn nha. Rồi cả nhà có nhu cầu thì liên hệ em nha. Bye bye, chúc cả nhà một ngày vui.